Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Sống Khỏe hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của cây nhãn lồng. Cây nhãn lồng dùng chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh, trị ho, lỵ, đau nhức, hành kinh sớm, hạ huyết áp, viêm da, ghẻ ngứa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, an thần, làm dịu thần kinh, làm mát và bồi bổ cơ thể. Nhãn lồng còn có tên gọi khác là cây lạc tiên. Cây nhãn lồng mọc thân dây leo có nhiều tua cuốn dạng rỗng, cuộn tròn. Chúng mọc ra từ nách lá cây, xuất hiện những bông thưa. Lá cây mọc so le nhau dài khoảng 7 cm và rộng chừng 10 cm, chia thành 3 thùy nhọn, ở mép có một số dấu rách. Hoa nhãn lồng màu trắng, càng về giữa càng có xu hướng theo màu tím nhạt. Tràng phụ hình dáng sợi, quả hình tròn, được lớp màng lưới bao bọc bên ngoài. Khi chín, quả trở nên mọng vàng, ăn được. Bên trong lớp vỏ là nhiều hạt nhỏ hình trứng, có chất dịch. Nhãn lồng là loại thảo dược lành tính, do đó hầu hết bộ phận của cây, trừ phần rễ cũ, đều dùng được. Phục vụ mục đích chế biến món ăn hay làm thuốc. Ở mọi thời điểm trong năm, đều có thể thu hái nhãn lồng. Người ta cho rằng mùa xuân sẽ đem lại chất lượng và hiệu quả tốt nhất. Sau khi lấy về, dây nhãn lồng được đem rửa sạch, cắt thành đoạn ngắn từng khúc, phơi hoặc sấy khô, cho vào túi ni lông, bảo quản nơi khô thoáng dùng dần. Cây nhãn lồng có mấy loại? Thứ nhất, lạc tiên trứng. Cây thân leo, dài tối đa lên đến hàng chục mét. Có lá. Lá có 3 thùy, ở mép xuất hiện răng cưa, đầu lá nhọn. Gốc lá hình tim, hai mặt lá đều nhẵn mịn. Hoa màu trắng, mọc tại các kẽ lá. Quả khi chín màu da cam, thường được ứng dụng trong làm thuốc, bánh kẹo, nước giải khát. 2. Cây lạc tiên Nam Bộ. Mọc cũng mọc dạng thân leo, nhưng hơi dẹt, có nhiều khía rãnh, lá cây thuôn hẹp, đầu lá hơi tròn, mặt trên lá nhẵn, mặt dưới có lông, hoa màu trắng, quả hình trứng nhẵn, loại cây không có tác dụng chữa bệnh. 3. Lạc tiên Tây. Cây thân leo dài từ 9 đến 10 mét, quả màu xám nhạt. Khi còn non có lông mịn, về già chuyển màu đỏ tím. Lá ba thùy, mép có răng cưa, mọc so le, kẽ lá xuất hiện, tua cuốn. Hoa màu trắng, mang hương thơm đặc trưng, phần cuốn hoa dài, có màu hồng hoặc tím. Quả khi chín màu vàng, vị chua, tác dụng giải nhiệt. Tất cả những loại kể trên chỉ có nhãn lồng, loại lạc tiên đề cập trong bài mới phát huy hiệu quả chữa bệnh, do đó bạn cần lưu ý để sử dụng hợp lý và an toàn nhất. Tác dụng của nhãn lồng. Theo đông y, nhãn lồng có vị ngọt, hơi đắng, tính bình. Tác dụng an thần, giải nhiệt cơ thể, tiêu viêm, lợi tiểu. Trong khi đó, các nghiên cứu khoa học hiện đại tìm thấy nhiều thành phần quan trọng ở nhãn lồng. Ngoài ra, nhãn lồng chính còn có hội tụ nguồn dinh dưỡng lý tưởng vitamin A, C, protein, glucose, muối khoáng. Chúng đều có lợi cho quá trình phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh, nhất là giảm căng thẳng, lo âu, chữa mất ngủ lâu năm. Nhãn lồng trị bệnh gì? Từ những công dụng nổi bật của nhãn lồng, các bài thuốc dân gian đã được hình thành với sự góp mặt của thảo dược. Thứ nhất, giảm căng thẳng mệt mỏi. Bài thuốc cây nhãn lồng, cả dây, lá quả 300g, rau bắp 200g, rau má 100g, muối hạt 1/4 muỗng. Cách dùng: phơi cây nhãn lồng hai nắng hoặc tiến hành sao vàng hạ thổ, kết hợp rau bắp và rau má sao khử thổ đến héo, cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi đất, thêm 500ml nước và muối hột vào rồi đun, lấy cạn còn 200ml nước. Thuốc uống trong ngày, chia làm 2 lần mỗi buổi, trưa và tối. Kiên trì đều đặn ngày một thang, kéo dài 7 ngày. Chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh. Cách 1, lấy từ 8 đến 16 gram nhãn lồng sắc nước uống hàng ngày. Cách 2, lấy từ cây nhãn lồng, cắt khúc đoạn dài 3 cm, sau khử thổ, rồi tán nhuyễn thành bột. Pha bột thu được với nước cốt trà đen đặc, làm hoàng viên cỡ tròn bằng ngón tay út,
Hằng ngày uống 3 lần, liều lượng mỗi lần 5 viên, áp dụng bài thuốc kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Cách 3, cây nhãn lồng 200 g, lá dâu 100 g, lá dong 100 g, lá sen 100 g. Đem tất cả nấu thành dạng cao lỏng, ngày dùng từ 2 đến 5 gram, chia uống thành nhiều lần, tốt nhất dùng trước khi đi ngủ. Trợ tim, làm dịu thần kinh, an thần. Cây nhãn lồng 20 g, cỏ mật 15 g, hạt sen 12 g, vong nem 12 g, táo nhân sao 10 g, lá dâu 10 g, xương bồ 6 g, cam thảo 6 g. Xắt toàn bộ nguyên liệu với 600 ml nước, lấy còn 200 ml nước uống trong ngày. Nên thực hiện bài thuốc này trong 1 tháng. Trị ho, lấy từ 20 đến 30 g nhãn lồng đem rửa sạch, sắc lấy nước uống hàng ngày. Sử dụng khi đến khi thấy tình trạng ho chấm dứt thì ngừng. Trị đau nhức, hành kinh sớm, hạ huyết áp. Nhãn lồng 500 g, hoa thiên lý 300 g, lá khổ qua non 100 g, đậu xanh 50 g, tiến hành sao khử thổ cùng các loại dược liệu tán nhuyễn, chúng thành bột, trộn đều cùng đậu xanh đã được rang chín, nghiền, nghiền mịn. Hàng ngày dùng 3 muỗng, pha chung 100 ml nước sôi. Khi nào thấy khát thì uống, đều đặn thực hiện, trong 10 ngày sẽ thấy hiệu quả. Chữa lỵ, lấy 10 g, lấy 60 g quả nhãn lồng rửa sạch, đun nước uống, có thể pha thêm đường. Chia uống 2 ngày, ngày 2 lần vào thời điểm trước bữa ăn và để cải thiện tình hình, chữa viêm da, gẻ ngứa. Khi gặp tình trạng bị viêm da, gẻ ngứa khó chịu, bạn lấy dây lá nhãn lồng, lượng vừa đủ, đun nước tắm mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng dùng lá tươi giả nhuyễn đắp lên vị trí da bị ngứa, viêm đem lại hiệu quả tương tự. Làm mát, bồi bổ cơ thể. Quả nhãn lồng chín, nửa ký, đường cát trắng 250 g. Đem bổ đôi quả nhãn lồng, nạo hết phần ruột, sau đó tiến hành ép lọc lấy nước, lấy phần dịch hòa với đường cát trắng và chút nước sôi để nguội. Tiếp tục đổ dịch quả nhãn lồng vào đó trộn đều và thưởng thức. Thức uống có vị hơi chua, ngọt, giàu vitamin, đặc biệt là vitamin B2. Cách sử dụng nhãn lồng theo từng mục đích cụ thể mà nhãn lồng có thể được dùng với những cách thức khác nhau. Từ sắc nước, uống kết hợp nhiều loại dược liệu, pha trà, ngâm rượu, nấu cao, chế biến món ăn, cho đến đun nước tắm rửa, giả tươi đắp ngoài da. Ở dạng sắc nước uống, liều lượng tốt nhất hàng ngày là từ 8 đến 16 gram. Đối với cây khô, nên dùng từ 30 đến 40 ngày, từ 30 đến 40 gram trong 1 ngày. Dưới đây là một số hướng dẫn cách sử dụng nhãn lồng tốt nhất, giúp bạn trang bị kiến thức, tận dụng tối đa lợi ích của loại thảo dược liệu quý này. Pha trà nhãn lồng, chuẩn bị khoảng 30 g cây nhãn lồng khô, đem rửa sạch bằng với nước, sau đó bỏ vào bình giữ nhiệt, tráng qua với nước sôi. Bạn chế 1 lít nước sôi vào bình chứa nhãn lồng, ủ và giữ nhiệt trong vòng 15 phút, giúp các chất quan trọng tiết trộn ra nước. Nên dùng khi nước trà còn nóng, thay thế cho nước lọc hàng ngày. Trà nhãn lồng có mùi thơm nhẹ, vị hơi ngọt nên rất được yêu thích. Vào những ngày hè nóng nực, bạn có thể biến trà nhãn lồng thành thức uống giải khát bằng cách cho vào tủ lạnh sau khi pha xong. Lưu ý, trà để qua đêm dễ bị thiêu hỏng nên tốt nhất chỉ được dùng trong ngày. Quả nhãn lồng ngâm rượu. Quả nhãn lồng chín được thu hoạch đem về phơi khô rồi ngâm cùng rượu theo tỷ lệ 1 ký dược liệu cần 5 lít rượu. Loại rượu này có tác dụng tốt cho sức khỏe người dùng nếu sử dụng liều lượng phù hợp. Cao nhãn lồng, để thuận tiện dùng dần, bạn có thể đem nấu nhãn lồng với một số lượng thành cao đặc sệt. Mỗi lần dùng khoảng 1 muỗng nhỏ pha vào nước ấm, nên uống lúc trước đi ngủ từ 3 đến 4 tiếng là tốt nhất. Chế biến món ăn. Người dân Việt xa xưa thường hay lấy đọt nhãn lồng, cả phần dây quả của nhãn lồng để nấu canh với tôm, cá, thịt. Món canh này giúp kích thích ngon miệng, ổn định tinh thần, giảm nồng độ cholesterol có hại trong cơ thể. Bên cạnh đó, dùng ngọn non cây nhãn lồng luộc lên ăn buổi chiều hay trước lúc đi ngủ sẽ nâng cao chất lượng giấc ngủ.
hoặc muốn thay đổi khẩu vị cho gia đình, hãy lấy ngọn nhãn lòng xào tỏi. Không chỉ giàu dinh dưỡng, món ăn còn tạo nên sự thích thú bởi độ giòn dai, thơm ngon. Tác dụng phụ của nhãn lòng. Hiện tại dù chưa có bất cứ nghiên cứu nào chứng minh nhãn lòng gây ra tác dụng phụ, tuy nhiên người dùng vẫn cần tuân thủ liều lượng, cách dùng phù hợp tình trạng sức khỏe. Không nên tự ý kết hợp nhãn lòng với các loại dược liệu khác hoặc thuốc tây. Đối với phụ nữ trong giai đoạn mang thai, đang cho con bú, nếu muốn dùng hãy tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Trước khi sử dụng nhãn lòng để chữa bệnh, bạn rửa sạch để loại bỏ đất cát, vi khuẩn trú ẩn từ môi trường sinh sống, tránh ăn quả còn xanh và không dùng vị thuốc đã bị ẩm mốc có mùi lạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.